Chào mừng các bạn đến với Overmore Việt Nam, và hôm nay tôi sẽ cùng với Quang Nhật để giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mới của Marine Vibe. Như thông tin các bạn đã được đọc ở trên Facebook của chúng tôi đăng lên thì Marine vừa ra mắt sản phẩm mới, đó là chiếc xe nguyên chiếc Marine San Quentin 2 và 3. Đồng thời thì Marine có bán rời một chiếc khung của Marine San Quentin 3, và ngày hôm nay chúng tôi đã có mặt ở đây để unbox chiếc khung mới này. Trong thùng thì có một khung và một hộp phụ kiện đến kèm. Bây giờ chúng ta cùng unbox. Con này hai màu. Bây giờ sẽ bóc đến phần khung chính trước. Rồi chặt quá. Có tặng thêm 5 cái dây thít. Chữ màu đỏ. Đây là chiếc size S bánh 27.5. Và quay ra đây tí nhờ. Quay đây tí cho khán giả xem rõ hơn. Xem rõ hơn cái phần tiếp tục là phần top túp. Con này có một cái rất là mới này. Một đĩa rất là mới luôn. Trên tay tôi là một chiếc khung San Quentin bản 2022, và đây là chiếc San Quentin 2. Thì đây là chiếc size M, chúng ta sẽ không so sánh cụ thể về cái chiều dài của các cái thanh ở trên khung, thì nhưng mà chúng ta sẽ phân tích một chút về cái geometry về cái hai chiếc khung này để thấy cái sự khác nhau của và sự nâng cấp của bản 2023 so với bản 2022. Theo tôi nhìn thấy ở đây thì gần như là cái phần phần túc túc, phần ống ngồi. Phần ống ngồi này, ống ngồi ngắn lại, và riêng cái phần nhô lên của ống ngồi này đã được bản 2023 lược bỏ. Cái thanh ở đây cũng đã được lược bỏ bớt đi. Em nhìn thấy cả cái ống cổ này, ống cổ của bản mới cao hơn một chút. Phần head tube thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy là hai cái đường cái việc lỗ bắt cao su của bản cũ đã được thay thế bằng cái lỗ blade hiện đại hơn. Theo thông số của hãng thì phần top tube đã được kéo dài hơn. Thế nhưng mà cái ridge gần như là vẫn được giữ nguyên do seat tube được hạ thấp và góc của seat tube đứng hơn. Cái góc cổ này thì Nhật có thể nói qua về hình như là cái độ chõi của cái góc cổ này. Theo như quan sát thì em thấy là góc cổ của bản mới chõi hơn bản cũ một chút. Theo thông số hãng thì góc cổ chõi hơn một độ, và như các bạn biết thì một cái dòng xe trail hiện đại thì người ta gọi cái góc cổ chõi là góc cổ slack, đúng không? Slack, rất là slack. Và slacker always better, có nghĩa là càng chõi càng tốt. Về phần tam giác phía sau thì thế nào nhỉ? Quan sát thì nó không khác nhau nhiều là mấy, nhưng mà có phần thanh răng ở đây đã được làm ngắn lại rất nhiều, tạo khe hở cho lốp tốt hơn này. Phía bên ngược lại của khung thì ba cái lỗ ốc này vẫn được giữ nguyên. Lỗ bắt đỡ xích, vẫn có lỗ bắt đỡ xích. Khung phía sau thì chúng ta không thể quên được, đó chính là cái derailleur hanger, là gá đề. Cái gá đề mới của Marine đã trang bị cho các dòng xe cao cấp của hãng. Nhật có thể giải thích thêm một chút về cái bát đề mới này, được viết tắt là UDH, tức là Universal Derailleur Hanger. Là cái gá đề này sẽ giúp cho khi có sự cố mình có thể thay thế, tìm được phụ tùng rất là dễ. Bộ phận này sẽ giúp là cái việc tuột xích ra ngoài. Tuột xích ra ngoài cũng khó hơn nữa. Khó hơn và gần như là không bị cái có một cái phần tuột xích ra ngoài. Có phần vát ở đây này, chống tuột xích. Và để có một cái nhìn rõ hơn về chiếc xe này thì tôi sẽ nhờ Nhật ráp luôn một chiếc xe để có thể vừa các bạn có thể nhìn rõ cái dáng xe hơn, và đồng thời cũng là một cái gợi ý để các bạn có thể khi mà mua chiếc khung này về có thể build theo cái ý thích của mình, và có thể xem cái video của chúng tôi để tham khảo cái bộ phận mà chúng tôi lắp vào cho chiếc xe này có một cái hiệu năng tối ưu nhất. Chiếc khung San Quentin 3 được thiết kế là một chiếc xe trail và lai với cả đất dăm. Thì chúng tôi nghĩ rằng là một chiếc phuộc hành trình 130 sẽ đem lại một cái trải nghiệm nó tốt nhất và tối ưu nhất đối với người dùng. Và ở đây chúng tôi có một chiếc Roadster Recon với hành trình là 130. 130m. Và Nhật sẽ cùng tôi lắp ráp chiếc phuộc này vào chiếc khung. Đấy, luôn sử dụng luôn bộ headset sẵn có của hãng luôn. Headset trên. Về dàn đầu của chiếc xe này thì tôi sẽ lựa chọn một chiếc
handlebar của Marine. Cái sản phẩm này mới. Đây là sản phẩm mới của Marine thế giới và ở tại Việt Nam thì chiếc bar này cũng mới được nhập khẩu về. Chiếc bar được sản xuất tại Đài Loan. Và chất liệu của chiếc bar này thì Nhật giới thiệu cho mọi người một chút nhỉ. Chiếc bar này là có đường kính là phi 35mm, chiều dài là 800. Chất liệu nhôm là 7005. Cái rise của chiếc này là 30mm. Ngoài ra là có một chút backswept về sau. Nghe đọc thông tin trên hãng là 9 độ. Cái đây gọi là trail bar đúng không? Trail bar luôn. Một chiếc trail bar thì theo tôi rất là phù hợp với cả một chiếc xe trail và trọng lượng của chiếc bar này khi chúng tôi cân thử là khoảng hơn 300g. Khá nhẹ một chiếc bar. Đi kèm với cả chiếc handlebar có phi 35 thì chúng tôi đã lựa chọn một chiếc stem của rental. Hãng rental thì thực chất thì Marine Bar cũng có stem nhưng mà hiện tại thì tại Việt Nam là chưa có, thế là chúng tôi sẽ sử dụng tạm một chiếc bar rental. Để build chiếc xe này thì chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng những cái bộ phận cây nhà lá vườn, những cái sản phẩm do Overmore phân phối. Vừa qua thì Overmore đã trở thành nhà phân phối chính thức của Magura, và trên chiếc xe này thì chúng tôi sẽ sử dụng bộ Magura MT Trail với 4 pit trước và 2 pit sau đúng không? Như này đối với cả một chiếc xe trail là đủ chưa nhỉ? Là quá đủ rồi, một chiếc xe trail rồi. Không thể là quá mạnh. Rồi ok, và nhờ Nhật sẽ gắn bộ MT Trail vào chiếc xe này. Bản mới này có một đường DJ hoàn toàn mới luôn. Tất cả các dây đều đi hết dưới gầm và không có bị lộ dây ở trên sườn, kể cọc yên tăng giảm. Tăng giảm sẽ đi đằng sau cọc yên này. Ta sẽ luồn vào đây. Bản 2023 được thiết kế với một cái ga giữ mới hoàn toàn luôn, là có một cái miếng nhựa kẹp vào đây giữa tất cả các dây đề, dây cọc yên này, dây phanh, giúp dây nó không bị xê dịch, cố định dây chắc luôn, rất chắc. Tôi sẽ sử dụng cầu để 180, chiếc xe được lắp đĩa sau là 180mm. Với chiếc xe trail này thì chúng tôi sẽ sử dụng bộ chuyển động Shimano 1x11 Speed với đĩa trước là 32 và líp sau là bao nhiêu nhỉ? 51 răng to nhất. Để anh hỗ trợ Nhật lắp cái líp bánh này nhá. Vâng, lắp xem cái líp bánh này thì là cặp bánh full chrome Red Zone 7 đã lên tubeless của PT với vỏ của Vitae. Đây là một công nghệ mới mà hãng SRAM vừa công bố, đó là chiếc pad đề UDH. Các bạn có thể để ý vào góc này có một cái vát, cái góc vát để chống tua xích, kẹt xích vào giữa khung với cả lip, cho mới có graphic ra đẹp, đúng đặc trưng của Marine luôn. Thank you.
Nhật lắp xong xe cho em. Đã xong xe anh ạ. Wow, thật là ấn tượng. Khi hai em à. Lúc anh thấy em ngồi thử lên thì em thấy thì là thế nào? Chiếc này ngồi rất là gọn. Ông ngồi thẳng là chiếc xe ngồi rất là gọn, gọn gàng hơn. Cảm giác như là ngắn hơn lại. Ngắn hơn so với bản 2022. Bản 2022. Như vậy thì sẽ khả năng sẽ tập luyện những cái kỹ thuật nó sẽ có tốt hơn không? Chắc chắn là tập luyện nó sẽ dễ dàng hơn. Và cái này mà một cái hay đó khi mà đi leo dốc thì rất là khả năng leo dốc nó sẽ tốt hơn khi mà có ngôi thẳng như này. Sự kết hợp của anh em mình giữa cái xe này và cái ba Marine mới thì nó đem lại cái gì? Nó có cảm giác nó có đầu nó cao hơn à? Đầu em thấy đầu lên rất là cao, như là cái ba này ride cao này, ride 30 này, góc ngồi thẳng lại này, làm xe vừa ngắn lại còn vừa đầu nó vừa cao, giúp xe ngồi rất là thoải mái để mà chơi hay là nghịch ngợm thì rất thích. Cái độ slack của cái cổ ấy thì em có nhìn lên từ trên xuống có cảm giác nó ngồi lên xe đã thấy góc cổ choáng hẳn luôn. Choáng hẳn luôn. Choáng hẳn luôn. Nhưng mà còn về thực tế thì chắc phải trải nghiệm thử. Cái choáng này thì chắc chắn là đổ dốc nó chắc sẽ đổ dốc an toàn, ra đầm xe rồi, đúng không? Không sợ bị mất đầu khi mà đi tốc cao. Anh em mình build con này thì ôi nhẹ thế. Ô, em thử nhất em nào. Nhẹ bất ngờ luôn. Với chắc... Bây giờ do cái gì mà nhẹ thế nhỉ? Chắc là do cái khung này anh thấy là nó khoảng 1.6 cân. Quên mất lúc lắp chưa cân thử. Sau sẽ phải và cả cộng thêm thử. Với cả cái bộ vành này cũng khá là nhẹ. Thêm này có khoảng tầm chưa đến cân 8 cặp vành này. Đi tubeless rồi. Tubeless rồi. Cái ba này cũng nhẹ. Ba rental ba của Marine và stem của rental thì cái cặp đôi này là cũng nhẹ nổi tiếng rồi. Em cũng chờ mong được về được cái stem Marine xem là rồi là bộ phanh này cũng Magura thì vừa đủ đúng không? Chỉ bộ phanh của Magura thì để ép cân xe thì quá chuẩn tại vì đa phần toàn bằng nhựa với nhôm. Anh em mình đang chạy là hai đĩa đều 180. Quá đủ cho trail rồi. Cũng không cần phải lên không cần quá mạnh. Trước đây em đã từng test một chiếc San 3 đời 2022 thì chiếc đấy rất là tốt rồi, thì còn chiếc này cảm thấy khả năng là test thử sẽ tốt hơn rất nhiều. Rồi là một cái nữa, cái cọc yên này anh thấy nó bị nó bị cắt xuống. Thế bây giờ là anh thấy là lúc hạ lên nó cũng khá là cao, nếu mà đạp phố thì hoặc là như cái nào thì cũng ok đúng không? Còn ok luôn. Nhưng mà chắc là phải lưu ý đối với cả những người lắp là cái cọc yên là phải sử dụng dài hơn bình thường nhỉ? Dài hơn bình thường. Thường các xe nguyên bản có thể lắp 125, mình có thể lên đến 150mm. Để giúp chiều cao tăng lên để giúp các bạn đạp phố dễ dàng hơn. Có nghĩa là con này nên lắp cọc yên khoảng 150. 150. 150. Nhìn cái dáng này cũng nếu mà đạp em... bình thường rất là thoải mái phố. Em thử bước qua dòng á. Ô. Phần eSIM này rất là thấp này. Ai mà người mà có phần eSIM thấp thì có thể đứng thoải mái luôn. Thể trạng người Việt Nam mình cũng khá là thấp nên là rất phù hợp người Việt Nam luôn đấy. Không chạm gì nào luôn. Em có 1m65 thôi. Nhìn chung là ổn áp đúng không? Vừa chỉ một lôi đi vào rừng test thử rồi. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu các bạn có nhận xét gì về chiếc xe San Quentin mới này thì hãy comment ở phía dưới. Anh em thì thường hay trêu San Quentin là San quên tên em. Nhưng mà mong các bạn đừng quên tên của chiếc xe này là San Quentin. Và nếu các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với chúng tôi hoặc với Nhật qua cửa trung tâm bảo hành trên Six Bike. Xin chào, hẹn gặp lại. Xin chào các bạn. Ôi chết rồi. Quên mất cái chưa dán cái ở cũ đúng không? Cái cũ. Nhớ vào ơi. Chờ tôi tí. Bây giờ Marvin có cái này hay hơn nhiều. Cái kia thì anh em nếu mà đi xe MTB thì thường là sẽ hay gặp những cái vấn đề là xích đập vào phần sườn ạ. Trên xây. Nguyên bản nó cũng cho một miếng ở đấy ạ. Nhưng mà có món gì hay anh. Marvin luôn luôn lắng nghe rồi dần dần sẽ hiểu. Và đây là một cái để gấm thử xem nào. Chain stay protection nhỉ? Chain stay protection bảo vệ. Ô, con này giống rất giống ở trên một chiếc xe cùng giá của gia đình Marine này. Rất dày luôn. Giống VIP zone. Úi rồi ôi.
vừa khít luôn. Này thì quá là yên tâm khi mà cái combo này đi kèm với cả những cái bộ gá đề mới thì chắc chắn là các bạn sẽ có một cái trải nghiệm rất là vui với chiếc xe này. Chưa dán đã chắc rồi. Thôi bây giờ để mình dán lại đã chắc rồi test xe. Vô cùng an toàn đúng không? Rồi, xin chào thật. Cảm ơn các bạn. Bye bye.